Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đây. Tôi vừa mới nghịch cái file bay xong thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho chúng ta. Hôm trước ấy, thì chúng ta đã học về cách sử dụng fetch hay là dùng Axios để có thể là lấy được dữ liệu từ thằng từ API. Được chưa? Ví dụ như bài 9, chúng ta có thể xem lại source code ở bài 9 là chúng ta dùng hàm fetch. Đến bài 10 thì chúng ta đã chuyển được sang dùng cái Axios rồi. Đâu nhỉ? Đây là vẫn là fetch này. List hotel. Đây cái list hotel này chúng ta đã dùng Axios, được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một trong hai cái thằng này để làm bài assignment của mình nhá. Được chưa? Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật cái này lên để chúng ta có thể thêm sửa xóa dữ liệu được trên Firebase, trên 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 mốc API. Được chưa? Thì tôi sẽ duplicate và tôi sẽ tạo một cái thư mục mới. Tạo một cái thư mục mới đi lesson 11. Ok. Chúng ta copy lại cái list hotel từ bên này sang bên kia nhá. Copy này. Paste vào đây này. Rồi chúng ta có cái list hotel, tôi sẽ sửa tên nó thành index. Sửa tên của nó thành index.php. Index.html. Được chưa? Các bạn có xem được màn à quên tôi chưa xem màn hình. Sorry. Bài hôm trước bạn nào không đang đang gặp lỗi thì cũng báo luôn nhá. Cũng dành thời gian để sửa lỗi luôn. Đây, tôi tạo ra file lesson 11 này, thư mục lesson 11 này. Sau đấy là tôi tiến hành là gửi cả copy cái file list hotel sang cái file index.html ở cái lesson 11. Được chưa? Nó giống y xì nhau thôi. Đây tôi sẽ copy tôi sẽ copy path tôi chạy lên cho chúng ta xem. Tắt bớt những cái này đi. Đây là mít này. Đây. Đây. Được chưa? Chúng ta có cái danh sách hotel của chúng ta như này. Các bạn có chạy được không? Nhìn thấy chưa? Đã chạy lên máy của mình được chưa? Các bạn ơi. Đi đâu hết rồi? Rồi. Rồi ok. Để làm mượt hơn cái đống của nợ này nhá, thì chúng ta tiến hành hoàn toàn có thể cắt những cái đống JavaScript này để chúng ta chuyển hóa nó thành những cái file JS riêng để chúng ta dùng. Hoặc là chúng ta dùng cái đống JS này để chúng ta chạy luôn ở trên này cũng được, nhưng mà nó nhìn nó sẽ rất là dài. Được chưa? Thì cái việc đấy tùy chúng ta nhé, bạn nào làm đẹp hơn thì tôi sẽ chấm điểm cao hơn, thế thôi. Được chưa? Thì hôm nay ở đây là chúng ta đã lấy được ra cái danh sách của khách sạn rồi này. Đây là việc đầu tiên, được chưa? Bây giờ tôi sẽ mong muốn tôi bấm một cái nút thêm mới này. Tôi bấm nút thêm mới này. Nó sẽ chuyển sang cái trang là add hotel. Ví dụ như là tôi sẽ tạo ra một cái file mới là add trừ hotel. Addhotel.html. Được chưa? Tôi sẽ sang cái trang là addhotel.html ở đây. Và ở trong cái file addHotel này, đây là thêm mới khách sạn này. Thêm mới khách sạn. Thì ở trong này tôi sẽ có cái gì? Có cái form. Form tạo mới. Hotel. Được chưa? Thì để tạo mới được hotel thì chúng ta phải xem ở trong cái kiến trúc của cái thằng mock API này, trong cái bảng hotel chúng ta đang làm cần những cái dữ liệu gì. Được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ tạo form cho người dùng để người dùng có thể là nhập những cái thông tin của người ta vào để cho thầy có những cái thông tin mà trong 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 API nó cần đấy để lưu trữ dữ liệu đấy lên trên cái trang lên lên cái mock API. Và chúng ta có thể là sau khi lưu xong chúng ta back ngược lại cái file index.html để chúng ta có thể là nhìn thấy những cái thành quả của chúng ta vừa mới thêm. Được chưa? Các bạn hình dung ra công việc của cái S-Hotel này chưa? Đâu rồi, chạy mẹ đâu hết rồi. Rồi ok, thì bây giờ để chuyển được sang cái file add hotel á. Đây, tôi sẽ để đây là add thêm form. Không dùng cái mô đát được trước thầy đã bảo thầy làm.
Tôi tìm ra cách không cần dùng bộ đồ rồi. Form thêm khách sạn này. Được chưa? Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Ở cái button này, chúng ta có cái thẻ A này. Dạ, sửa cái button thành thẻ A này. Thẻ A thì luôn luôn có cái gì ạ? Có cái href bằng f-hotel.html để chúng ta chuyển sang cái file này đúng không? Dạ. Tiếp theo, ở trong cái các bạn sửa cái này giúp tôi nhá, sửa luôn đi. Bây giờ nó thím xong chưa, sửa cho tôi cái nút thêm mới nhá. Tiếp theo chúng ta sửa tiếp các cái nút sửa và nút xóa. Bây giờ ví dụ nút nút sửa này thì chúng ta sẽ chuyển nó thành thẻ A này, thẻ A này. Dạ, trong thẻ A này chúng ta có cái href bằng, dạ, bằng cái gì, bằng cái edit trừ hotel html hỏi chấm id bằng, dạ, bằng cái gì, bằng luôn cái biến là element chấm id, dạ. Đấy, chúng ta sửa cái nút thêm và cái nút sửa ở phía dưới. Đấy, tôi vừa mới test là lấy được JavaScript nó có thể lấy được cái tham số ở trên đường dẫn hay không. Thì vừa test là thành công rồi thì tôi bỏ luôn cái mô đồ đi. Chưa các bạn ơi? Reload trang này. Bây giờ chúng ta có thêm mới là bấm vào đây nó sang add hotel này. Bấm vào sửa này thì nó sang là cái edit hotel.html hỏi chấm id bằng 19. Bằng bao nhiêu đấy thì nó phụ thuộc vào cái ID. ID ở trên cái màn hình của chúng ta. Được chưa? Xong chưa các bạn? Đâu rồi? Đâu hết rồi? Rồi ạ. Rồi. Thầy quay lại. Ôi thầy ơi, em nhìn em chưa xong ạ. Đây. Chưa xong cái nút nào, nút này hay nút trên? Lúc Có này nút kiểu. Nút này thì ok, làm đi. Ok. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái file shotel nhá, thì chúng ta link cái bootstrap vào. Cái đường dẫn bootstrap vào để chúng ta có cái giao diện này mà. Dạ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái div, ví dụ container đi. Giao diện thì tự các bạn làm lấy nhá, tôi chỉ code cái đống giao diện cơ thô sơ thôi. Div container này. Sau đấy là chúng ta sẽ có cái form. Được chưa? Form action. Action chúng ta không có. Không có action gì hết nhá. Chúng ta chỉ để form thôi. Cũng không có method luôn. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái sự kiện là on submit. On submit thì sẽ gọi đến hàm là submit form. À, add. Add hotel. Như này. Add hotel. Được chưa? Trong cái form này thì chúng ta sẽ có một những cái div. Đọc bên nhầm, tôi sẽ phải viết một cái div ở đây, div row.
trong Deep Pro này thì có Deep Pro trừ 6. Pro trừ 6. Offset S3. Xong ở trong đấy tôi mới bê cái form này vào. Những cái class này là của Bootstrap thì các bạn chủ động tự học Bootstrap đấy. Khá là dễ thôi. Được chưa? Thì trong này tôi có div là form form trừ group này. Trong này có label này. Đây là tên khách sạn. Input time take có cái name bằng là name class bằng form thì control. Dạ. Thì chúng ta sang bên này chúng ta xem cốt đến đâu đi xem bên đây. Đây tên khách sạn này. Ở trên này có khi tôi sẽ phải thêm một cái một thẻ H2 nữa. Thêm mới khách sạn. À, thêm mới khách sạn ở trên này. BR xuống cái. Rồi. Control duplicate lên. Tên khách sạn này. Trước chúng ta cần những cái gì nhỉ? Tên này, ảnh này. Ảnh logo. Cái gì nữa nhỉ? Logo địa chỉ đây. này. Địa Địa chỉ khách sạn này. Phải một cách con đi không? Rồi. ID tên ID thì nó tự tăng rồi, chúng ta không quán phải thêm ID nữa. ID name logo địa chỉ đây thôi. Để coi nó nốt, nó chắc củ. Đây, ID, name, logo, address, ok, có ba cái thôi, cảm ơn bạn. Địa chỉ khách sạn này. Và cuối cùng có một cái div. Pass bằng justify content center. Đây là button. Type là submit of class btn cách btn trừ sm cách btn trừ primary. Đây là lưu và một cái thẻ A nữa. Ahrefs về index.html pass btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger. Đây là hủy. Dạ, hai thằng này cách nhau bằng một cái dấu cách thì chúng ta có và nbsp là ký hiệu của html. Được chưa các bạn ơi? Nếu bạn nào dùng nhiều Bootstrap thì code cái này sẽ rất nhanh.
Được chưa các bạn ơi? Đây, cái form của chúng ta nó đơn giản này thôi. Chưa xong ạ. Ok. Xong chưa? Ok, tiếp tục nhá. Chán có tôi phải chờ công lâu, có tôi phải đi cắt móng tay. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là thêm dữ liệu vào đây. Sau đó khi bấm nút lưu này thì chúng ta sẽ lấy được những cái data ở trên cái của sao hai thằng này ở đây. Justify thôi thì để text center đi. Ở giữa. Rồi ok. Bấm vào nút lưu này thì tôi sẽ hiển thị tôi sẽ lấy được toàn bộ tất cả những cái dữ liệu đang có trong cái form này. Sau đó tôi sẽ gửi một cái request bằng JavaScript từ cái file hotel.html của chúng ta lên thằng mock API kia để thêm dữ liệu vào trong 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 mock API nhá. Được chưa? Đấy là công việc tiếp theo chúng ta phải làm. Thì chúng ta nhìn ở đây này, trong cái form này tôi có một cái sự kiện cho cái thẻ form ấy, là sự kiện on submit, bằng khi mà tức là khi mà cái form này submit thì tôi sẽ gọi đến cái hàm add hotel ở JavaScript, tôi chuyển cái JIT vào đây. Thì cái JIT thì nó chính là cái form này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết thẻ JavaScript ở dưới. Đây, chúng ta có function. Function là add hotel hay là element này. Được chưa? Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử console log ra element.serialize. Serialize, nếu tôi nhớ tôi biết nếu tôi viết không nhầm ấy, thì cái chữ thì cái hàm serialize này tức là nó lấy toàn bộ dữ liệu ở trong cái form này ra, ví dụ như name thì nó sẽ lấy ra giá trị của cái chữ chúng ta đang viết ở trong name. Ảnh này cũng thế này, cứ cứ nó sẽ ra kiểu dạng key value ấy, name thì bằng text viết trong trong cái name, logo cũng vậy, address cũng vậy, để address. Dạ, và chúng ta console log ra để test thử nhá. Đem 12 lên này, viết linh tinh này, đây là một một hết 1 2 3 4 5 này. Ồ, không được rồi, à quên, cái này trong này phải return phone nữa. Return phone để ngăn không cho cái này nó gửi request đi, đây nó gửi request đi là trên này sẽ xuất hiện này đó. Ồ, vẫn gửi đúng không ạ? À đây, xin lỗi các bạn, tôi thiếu. Đây là chúng ta phải là return return cái việc gọi add hotel này thì nó mới dừng lại. 1 này, 2 này, 3 này. Ồ, vẫn gửi đi à? Chờ chút rồi search phát nhá. JavaScript not allow form submit. Đây này, on submit return này. Đúng rồi nhỉ? My name bằng form on submit return validate my form, validate my form đây. Return true hoặc return false.
true hoặc return false. Thể là do chúng ta viết sai cho nên nó vẫn chạy. 1, 2, 3. Đây, nó không submit lên nữa thì chúng ta return false là đúng rồi. Thế vậy chứng tỏ tôi sai ở cái serialize. Dạ, thế vậy thì chúng ta phải xem. JavaScript get form value. Đây, serialize array. Được đấy nhá. Một, hai, ba. Lỗi. Cái đấy là Error. recovery mà thầy Hả? ơi. Cái đấy là recovery mà. Để à, đúng không? jQuery. Đây chúng ta có serialize form này. Một chút. Để thử phát. L. Hy vọng được. 1, 2. Vẫn không được. Hai, ba. Được. Chào chú nha. Some string file object. Như vậy thì chúng ta phải lấy từng value một rồi. Tôi nhớ là có mà nhỉ. Đây này, đây là của thằng jQuery, này của jQuery. Nếu không có của jQuery thì thế vậy chúng ta phải lấy từng cái mà rồi. Ok, thế vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Const name bằng document.query selector name chấm value. Đây tiếp theo là logo logo à, name bằng logo là address nên bằng address chấm value. Dạ. Chúng ta tiến hành là const request object bằng object như này name bằng name logo bằng logo và address bằng với address. Chúng ta tạo ra một cái JSON. Sau đó console log ra. Thử xem có được không? Được nhá. Sau tôi sẽ để thời gian cho các bạn code sau. 1, 2, 3. Đây, chúng ta có name 1, logo 2, address 3. Được chưa? Đây, 3 cái. Đây, chúng ta lấy dữ liệu ra đi. Lấy dữ liệu của 3 thằng này ra đi.
Được chưa các bạn ơi? Xong chưa? Xong chưa? Đâu hết rồi. Rồi thế thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Axios để gửi nhá. Thì chúng ta sẽ copy cái link của thằng Axios này vào đây. Đây, về cái Axios vào. Trong này mình sẽ sử dụng việc là gửi request lên mock API để thêm sản phẩm, thêm khách sạn. Thì cái thằng mock API này, các bạn xem cái hướng dẫn ở đây, thì nó có cái phần post, post hotel và nhận cái dữ liệu gửi lên, method dạng post nhé, và sượt đến hotel này, gửi kèm với cái dữ liệu lên thì nó sẽ là thêm mới, được chưa? Thì bây giờ data thêm mới chúng ta đã có ở đây rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm cách để gửi đi quét dạng post lên, thì chúng ta có Axios tấm post đưa lên cái mốc API đây, cái API URL đây, con số đi, con API URL post lên đâu, post lên đây với các cái thuộc tính như sau, method ta quên nhập method gì nữa, data, để tôi xem lại thằng Axios, Axios đây, chúng ta tìm cái chấm post đây, cho thấy này, truyền lên đường dẫn này, đằng sau là cái data luôn là được. Được chưa? Thế vậy thì tham số thứ hai chúng ta không phải viết như này nữa, mà tham số thứ hai chúng ta sẽ là cái request object luôn, chấm gen data, được chưa? Chấm gen data, và chúng ta quên nhầm, ta viết ở đây, nếu mà bạn nào quen với S6 thì chúng ta có thể viết như này luôn, console log ra data lên xong. Dạ, thử cái nhá. Axios post API URL tham số thứ hai là cái request object này và console log data ra. Thử này. Ví dụ tên khách sạn là Poly Hotel. Ảnh logo. Logo FPT Poly. Đây là FPT Telecom. Đây. Copy cái đường dẫn này, vứt vào trong này, và chúng ta có địa chỉ là 13 Hàm Nghi, quên nhầm, Trịnh Văn Bô. Hà Nội. Gửi lên nhá. Đây. Gửi lên này. Và data trả về này. Data trả về nó có cái data là ID bằng 51, name Poly Hotel, logo như này, address là như này. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra trong thằng mock API xem là cái số lượng lúc nãy là 32 này, vừa rồi của chúng ta là 32 hotel này, reload lại xem nó có lên 33 không, 33 hotel, được chưa? Và sau đấy chúng ta có thể back về cái màn hình index.html, trong dưới cùng thì chúng ta có cái poly hotel ở đây, được chưa? Sau khi chúng ta làm cái việc này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể là nếu cái data chấm gì nhỉ,
Trước đây chúng ta có data.status request bằng ok. Đây, data.status request bằng ok. Thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Window.location location.href bằng gì ạ? index.html. Tức là đưa cái đường dẫn về cái trang index này. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá. Mới lại này. Để xóa bớt cái dữ liệu trong này đi. Còn 5 cái thôi, nó dễ nhìn. Đây. Đang có 5 cái này, 19 20 21 22 23 này. Thêm mới. Poly Hotel. Ảnh logo pet. Ảnh logo là copy này. Đây bên này. Địa chỉ là Trịnh Văn Bô. Lỗi mẹ gì rồi? Sao lại object này là object deck gì? Object này là tôi lốp ở đây. Sau khi gửi lên data nó đã thêm được rồi đấy. Tôi coi lại xem nào. À đây, status tag của nó là created. Created chứ không phải là ok nhá. Sorry các bạn. Đấy, nó về luôn trang chủ của chúng ta. Đây, các cái thông tin chúng ta vừa mới tạo đây. Đây, cái này cái phần thêm mới cho em gọi là cho em xong rồi. Chờ tí. Đang để cốt đâu, từ từ. Gì đấy, error warning. Chờ tôi tí nhá. Error. Rồi, ok. Đây. Thêm mới đây.
Được chưa bạn ơi? À, em gửi em thêm mới vào nhưng nó vẫn chưa về cái trang Nhìn danh đây sách các khách sạn. em share code đi xem nào, em share màn hình đi xem nào. Từ nhá. Em kéo lên trên tôi xem nào. Có gì không chạy nhỉ? Đúng hết rồi thế. Chạy lên xem nào. Chạy lên nào, chạy lên web đi, F12 lên, bật F12 lên, rồi em thêm dữ liệu đi, bật vào console đấy. Tao chép địa chỉ hình ảnh ý. Em chưa return phone à? Có đi tâm phone ở dưới này hả? À thế nhỉ? Em đặt debugger đi. Đặt debugger vào dòng 46 46 đây à? ừ, thì Bình xuống thường dòng cái hàng Xiaomi nuôi hay sao thế? kéo lên trên đây nào. Kéo lên trên nữa đi. À, đúng rồi, cái on submit đi kìa. Em thêm chữ return trước cái S hotel. Chỗ nào ạ? Có nhìn thấy cái chữ S hotel không? S Hotel Đấy, đầu của cái chỗ đấy thì viết thêm chữ return vào. Ôi giời ơi. Đầu của cái chỗ đấy là chỗ nào? Là cái S hotel ấy. đây. Đấy. Sai rồi. Return cái hàm cái kìa. Cái chữ A đâu, cái chữ A của cái head hotel đâu. Đây Có biết chữ à? A là chữ nào không? Đấy, viết chữ return vào đấy. Cách ra. Rồi, lưu xuống, chạy đi. Được chưa? À. Đấy cái hàm sắp à, cái sự kiện on submit ấy thì em phải return return cái kết quả của cái hàm S hotel đấy thì mới được. Được chưa? Được chưa? Thì xe cốt như thế. Dạ. Đây. Nhầm. Đây nhớ nhá, tôi nhắc lại một chút này để các bạn tránh bị lỗi giống bạn Dũng này. Cái sự kiện on submit này chúng ta không muốn cái form nó được submit đi thì chúng ta return ra cái hàm S hotel, được chưa? Return ra cái hàm này và ở trong cái hàm S hotel này chúng ta cũng return là phone luôn, hai cái return nhé, chúng ta có hai cái return thì nó mới không đi được. Được. Đẩy code lên GitHub nha. Code lên GitHub rồi các bạn nha. Em mở cái phần console code ở cái phần
Lỗi em còn xóa thế mà nó lại ra một dòng lỗi như này cơ. Nói chậm đi Dũng ơi. Nó lại ra một dòng lỗi là switch Albert 2 unknown icon. À rồi, em bị lỗi giống tôi. Đây ở file index á, ở cái file index này này. Ở cái đoạn dưới cùng á, nó có cái icon này. Em đã lần trước tôi đang để là danger như này. Bây giờ em xóa cái danger đi, em sửa thành error. Ok chưa các bạn ơi, mình sang phần update nhá, xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn đẩy cốt đẩy đẩy cái project của mình lên Firebase để chạy chạy online luôn. Thế thầy thầy xem em rồi ạ. Không. Cô có học, cô có là người của lớp này đâu mà tôi xem cho cô. Chết đi. Vâng ạ. Cốt JavaScript mà không bật F12 à? Vâng. Bấm vào nút thêm, bấm vào nút thêm còn định đi đâu nữa. Bấm vào nút thêm mới kìa. Bật F12 lên. Cái gì đấy? Em là nó bị gì? Gì à? Nó bị lỗi, nó bị gì? Mở sơ cốt ra xem nào. Không phải em hotel đâu. Dạ. Từ nhà mình đến nhà. Kéo lên trên đi. Return em hotel. Em bỏ cái zip ở trong cái hàm em hotel đi. Rồi lưu xuống chạy đi. Vẫn lỗi gì đấy? Em không biết, em cứ thả chuột ra cái là nó bị làm nó mất luôn. Đúng rồi, nó đang báo lỗi kìa. Em mở cái scope thôi xem nào. Cứ bình tĩnh. Hotel name logo address submit. Logo address object name. Kéo dưới đi. Comment từ dòng 58 đến dòng 63 vào. 58 là dòng bao nhiêu? Cô bôi dòng 57 làm gì? Rồi chạy đi xem nào. Đưa xem mình sai ở đâu. Nó vẫn submit form à? Vâng. Mình sai trước đấy rồi. Từ bình tĩnh nha. Mình comment cái chỗ đấy vào. Đã bảo bỏ comment đâu. Bỏ cái gì đi, rồi xuống dưới cái comment vào. Rồi, Lưu chạy đi xem nào. Vẫn lỗi. Cái ảnh ấy của cô đang dùng là data. Cô search một cái ảnh khác đi. Search một cái ảnh khác, chuột phải vào, kích vào một cái hình chuột phải vào, sao chép địa chỉ hình ảnh nhá. Vâng. Về vào phần logo vẫn sai, đây nó vẫn là cái dữ liệu ảnh rồi, mở lại đi, chọn hình khác đi, đấy chuột phải vào. Cho em cậu chân như thế này. Bởi vì có thể nó lỗi do cái địa chỉ hình ảnh đấy, nó phải ra cái đuôi ảnh như này mới được này. Vâng ạ. Vẫn sai, sai ở đâu nhỉ?
mở sợi cốt tôi xem nào. Bình tĩnh nhá, để tôi đọc nhé. Name value select name bằng name chấm value logo chấm value address address value request object to comment node. À cái chữ console tôi biết sai sao kìa, chữ c c chữ c ở console đấy, c c bé. Rồi chạy đi, lưu hướng chạy thử thế nào. Cái nào nhỉ? Cái dưới. Đấy, nó không submit đi nữa đúng không? À đâu, vẫn submit. Untap cho mình kia đi nào. Comment nốt từ dòng 47 cho đến dòng 56 đi. À quên nhầm, 48, xin lỗi, 48. Đến dòng 56. Cả dòng 56 luôn đi. Rồi, đi xuống chạy đi. Ra ngoài kia nhớ reload trang nha. Vẫn gửi. Máy con này bị sida. Từ từ nha. F hotel. F hotel. Kéo trên nhỉ? Trên ạ. Kéo lên trên. Scroll lên. Form. À, on submit viết liền vào. Đằng cái chỗ dấu bằng ấy, cái chỗ on submit ấy. Đấy ạ. Đằng sau on submit ấy có thể dùng cách không? Đấy, cái chỗ hai dấu cách đây. Đấy ạ. Nữa bên kia nữa. Rồi từ từ đã. F hotel. Tay đâu nhỉ? Return at hotel, trong at hotel có cái return nữa. Kéo dưới nào. At hotel. Kéo xuống dưới đấy. Return home đúng rồi. Rồi ra ngoài mình ra ngoài trình duyệt đi. Rồi chạy đi xem nào. Ơ phải đá. À không phải, name lên kìa, logo cũng lên kìa. Cô có cái gì để view màn hình không? Chrome Remote Desktop có. Có Ultra View đấy ạ. Tôi làm sao mà có Ultra View với nhà cô được. Đây có nào, con có thấy lỗi này. Thằng Hiếu cũng không hiểu. Đây vào cái trang này. Tôi gửi phần chat ạ. Đấy, Get Support. Cái này thôi. Rồi, add to Chrome. Làm gì vậy? Cái bọn này, các cô, các ông, các bà có cái thói quen là mẹ toàn chân đèn trên chiếc ô tô thôi. Đấy, đúng rồi đấy. Thêm. Rồi, xếp xuống. Rồi, accept and install đi. Lại bấm đấy. Chiêu. Cái gì đây? Tắt là thế. Kéo máy rồi. Chọn cái nào được thầy? Tôi có nhìn thấy gì đâu mà chọn cái áo. Máy cô đang bị treo rồi sao? Accept lại nha. Có nhìn thấy cái accept không? Accept and install kìa.
Đấy, got it. Generate code đi. Con chuột thì SIDA đấy nhỉ. Đấy, copy cái code đấy, lại cancel ăn vải bây giờ này. Ghét nhất cái bọn kiểu dạng như này. Giờ ông giờ thằng. Không biết là mình có biết hay không. Chưa thấy nó lên cái accept share. Đấy, share đi. Tao có biết cô xài đâu. Dạ. Có biết cô xài đâu. Chắc là xài đường dẫn đấy ạ. Úi giời ơi, đường dẫn nào. Không phải chơi F5. Cái lỗi này lỗi đáng xử bắn này, cho con này học lại. Nó sửa code ở một file nhưng nó lại chạy ở file khác. Hai file cùng tên là S Hotel. Kim. À. Em để một cái ở trong trong một kia, một cái ở ngoài tiếp cô. Thấy không? Tội này là tội đáng xử bắn. Em cảm ơn ạ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ sang cái làm cái phần validate, chúng ta tính sau, validate cũng có thể là buổi sau. Chúng ta sẽ sang cái phần file là file edit hotel này. Được chưa? Tạo một file mới edit hotel.html.
Tôi sẽ đi copy lại cái nội dung của cái file S-Hotel tôi viết vào trong cái file S-Hotel này. Được chưa? Các cái hàm ở dưới này tôi giữ mỗi cái API thôi, còn các cái hàm thì tôi sẽ bỏ đi. APIRL hàm hiếp các thứ này tôi cũng bỏ đi luôn. Return này tôi sẽ là edit hotel luôn. Chuyển sang hàm edit hotel và phía dưới này cũng vậy. Function edit hotel. Đó, cũng thế thôi. Đây là sửa. Cập nhật thông tin khách sạn. Giao diện thì giống như hệt thằng kia. Dạ, tôi sẽ viết ra một cái hàm nữa ở đây. Function get get edit get hotel info. Cái get hotel info này nó sẽ chạy khi nào? Thì là khi mà cái website nó load ra. Thì tôi sẽ để đây là body có sự kiện là onload. Cái onload này thì chúng ta gọi hàm là get hotel info, nó sẽ chạy cái hàm này, tức là cái trang này được tải ra thì bắt đầu là cái hàm get hotel info nó được chạy. Trong cái hàm này làm gì thì tí nữa từ từ chúng ta sẽ làm, các bạn cứ xây xong cái giao diện đi. Xem cái phần body không ạ? Để body không? Cái gì làm sao À, thì tôi on chào chú nhá, nhà tôi có ai đang bấm chuông với trẻ con hay người lớn. Đi đây, Nguyễn Thị Hà vẫn còn đang vào Facebook cơ mà. Ha ha, hơi nhục. Nhục chưa? Ngáo vờ lờ. Hẳn là vẫn còn đang đang share màn hình nhưng mà vẫn còn đang chat Facebook chửi nhau cơ mà. Em quên ạ. Con gái con lứa. Bảo sao mẹ ế ế ế trường kỳ. Ế mốc ế nhau ra. Không thể chấp nhận được. Cái tầm này chỉ có làm con cô Loan nhá, đợi em nhá, gọi cô Loan cho cô ấy cứu cho, bây giờ không ai cứu được đâu. Lắm quá buồn. Xong chưa các bạn ơi, xong chưa thanh niên, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm những công việc như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là lấy cái tham số ID trên đường dẫn lấy xuống. Bước thứ hai là chúng ta sẽ gửi request lên mock API để lấy thông tin của khách sạn về. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành là điền cái thông tin, điền cái dữ liệu lấy được từ API vào trong cái form. Được chưa?
Đấy, đến đấy là hết hết cái nội dung của cái hàm get hotel info này. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ có thêm một cái như này. Và hotel info bằng với lại mảng rỗng, bằng với object rỗng. Bây giờ tôi sẽ dạy các bạn là cách nào làm nào để lấy được cái tham số ID trên đường dẫn về nhá. Thì ở đây tôi có một cái, hôm nãy tôi vừa mới test xong cái này. Đây, tôi có trong này tôi có mấy dòng không? Tôi có một cái URL param bằng new URL search param. Chúng ta có window location search và có thêm một cái biến nữa là bằng name, thì URL param tức là cái biến ở trên này, get name. Được chưa? Và tôi document write ra cái name này. Xem nhá, output này. Đây. Lúc đầu tôi chưa có cái tham số nào trên đường dẫn thì nó bằng null đúng không ạ? Tiếp theo, nếu mà trong trường hợp tôi hỏi name bằng thiện th, bạn thấy nó ra chữ thiện th không? Lấy tham số trên đường dẫn chưa? Được chưa? Bây giờ tôi viết vào đây là Trần Thị Hà, à, Trần Thu Hà. Thế tiếng Việt có dấu luôn. Đây, Trần Thu Hà ế. Được chưa? Đó, thì là những cái câu lệnh này giúp tôi có thể lấy được các cái tham số trên đường dẫn, ví dụ có hai tham số. Ví dụ như age, get age. Được chưa? Name này. Name này cộng với dấu gạch ngang cộng với cái age. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành là và age bằng 50. Đấy, Trần Du Hà ế đến 50 tuổi, ví dụ vậy. Được chưa? Thì đây là những cái dòng lệnh này, là những cái dòng lệnh giúp chúng ta có thể lấy được cái tham số trên đường dẫn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi copy lại cái đống này, tôi sẽ gửi cho các bạn ở phần chat luôn nhé, chúng ta để chúng ta làm cùng với tôi luôn. Đấy, bây giờ tôi copy cái này, tôi chuyển sang cái edit hotel này, tôi sẽ có thể lấy được ra. Ví dụ tôi vẫn dùng cái const url param như cũ và tôi lấy ra cái id const id bằng url param chấm id. Vì sao lại là id? Bởi vì cái file index này nó chuyển sang edit hotel html hỏi chấm id bằng element id. Do cái tham số đường dẫn có key là id, do đó là chúng ta ở đây chúng ta cũng get ra cái ID này. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ gửi request lên mock API để lấy thông tin của khách sạn về. Dạ. Thì chúng ta lại phải vào mock API, chúng ta xem để lấy thông tin chi tiết của một khách sạn. Thì chúng ta làm nào? Đây này. Request dạng get, đường dẫn là hotel sượt cái ID cần tìm. Dạ. Thì chúng ta sẽ có cái const bằng get hotel hotel info url bằng cái gì ạ? Bằng cái API url cộng chuỗi với sượt cộng chuỗi với cái ID tìm được lúc nãy. Được chưa? Sau đó là chúng ta thực hiện là asius.get, điền vào đây là cái get hotel info url và chúng ta xuống đây chúng ta chấm gen request respond bằng cái này. Dạ. Chúng ta nếu respond chấm chấm cái mẹ gì nhỉ? Starter tag chấm starter tag bằng ok. Bằng ok, ok viết hoa thì thường biết. Ok viết hoa. Bằng ok viết hoa này thì chúng ta sẽ có là hotel info nó sẽ bằng với lại là respond chấm data. Được chưa? Respond chấm data. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước thứ tư, bước thứ ba là điền thông tin, điền dữ liệu vừa mới lấy được vào trong form. Thì chúng ta làm nào? Dễ thôi, chúng ta lấy cái đống này vào. Lấy cái đống này vào. Đây, chúng ta bỏ hết cái phần đầu này đi.
bỏ hết cái phần đầu này đi. Bây giờ value bằng với hotel info chấm name chấm logo chấm address. Bây giờ thử cái nhá. Thử này. Đây, tôi lấy cái này đi. Killing cái gì gì đấy, không biết, sửa. Thấy chưa? Lấy thông tin chưa? Đây, visa đây. Đấy. Thấy chưa? Hình dung là cái công việc chúng ta làm chưa? Đây, tôi sẽ để đây cho các bạn, tôi đẩy lên GitHub nhá.
Bình Dương bạn ơi. Đâu rồi? Được chưa? Thì được dữ liệu không? Đâu rồi? Rồi thầy ơi. Ok. Thế việc lưu cái form edit này thì nó cũng tương tự như là cái thằng S này thôi, nó không khác gì đâu. Thì chúng ta đi copy lại cái nội dung này thôi. Copy lại cái nội dung của thằng thằng S này chúng ta chuyển xuống edit ở cái hàm edit hotel. Thì ở trên chị kiểm tra lại một lần nữa, ở trên này có return này, edit hotel này. Thì ở đây chúng ta paste lại cái này. Khác một cái là cái biến hotel info này. Đây là cái biến hotel info này, chúng ta request object ấy, chúng ta sửa thành cái hotel info. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cập nhật lại cái các cái thuộc tính về name thôi. Name, logo và address. Còn lại những cái thuộc tính khác, thuộc tính ID của nó mình giữ nguyên. Đấy. Hotel info.name này, hotel info.logo này. Bằng với này. Đây. Đấy, tức là cập nhật giá trị mới. Dạ, cập nhật giá trị là mới bởi vì về bản chất là thằng hotel info này lúc lấy dữ liệu về gắn vào đây nó đã có ID rồi. Và bây giờ chúng ta xem cái mốc API của chúng ta, xem là cái phần cập nhật đây, cập nhật put đây. Put thì hotel sược ID mốc data. Được chưa? Thì ở trong này chúng ta sẽ có cái asius.put. Được chưa? Có cái đường dẫn là gì? Đường dẫn của chúng ta nó sẽ như sau. À, để coi nào. Cái này thì chúng ta sẽ phải là viết là và hotel và ID đi. Và ID bằng null. Sau đó chúng ta có cái ID bằng URL param này. Đó. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái get. Đây, cái đường dẫn của chúng ta đây. Update hotel URL bằng API URL cộng với ID. Và chúng ta asios push thì gửi request này lên cộng với lại cái hotel info. Dạ, then data như này. Cái này có thể là updated. Và location với index. Được đấy nhá. Đây. Đây. Phạm Minh Hiếu. Đường dẫn là hotel đi. Copy vứt cái này vào đây rồi đổi tên không chạy. Ủa sao không chạy nhỉ, hay tôi chưa reload trang? Ô, lưu luôn rồi mà. Đây, để chúng ta xem là đây à, nó là status text là ok chứ không phải là updated. Ok các bạn nhé. Đây Phạm Minh Hiếu đây, hướng dẫn sang cái này ảnh đây, cập nhật tiếp. Đây sửa cái này. Poly hotel số 13 Trịnh Văn Bô. Rồi. Đây, Poly hotel 13 Trịnh Văn Bô Hà Nội này. Thì là chúng ta đã hoàn thành được cái việc thêm sửa xóa dữ liệu bằng JavaScript 1.
là bằng cái thư viện Axios cũng như là lưu trữ dữ liệu ở mẫu API. Được chưa? Như sao phải yêu chào. Hả? Rồi đến phần từ giờ cuối giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là đẩy code lên trên Firebase để nó hosting cho chúng ta luôn. Không chưa? Các thanh niên. Em trái thủ đó. Đẩy code lên GitHub rồi nha. Bây giờ tôi sẽ setup cái Firebase chút đã.
Được chưa bạn ơi? Chắc là rồi thì chả thấy ai nói gì. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta đẩy cái code chúng ta làm từ đầu buổi này đến giờ, đưa lên trên Firebase để nó có thể hosting được. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm nào? Thì đầu tiên việc thứ nhất nhá, là chúng ta sẽ tiến hành là cài giúp tôi cái nốt JS, nốt JS, chúng ta vào nốt JS.org. Tải cái này xuống. Dạ, tải cái bản LTS ấy. Dạ. Tải cái này xuống và cài vào máy của mình. Làm luôn ạ. Bạn nào cài xong rồi thì mở CMD lên để test, thì chúng ta gõ nốt cách trừ V. Đây của tôi là 2.16.1 đây. Và NPM cách trừ V. Đấy, yêu cầu hai cái đấy. Làm luôn nhá, cài nốt js.org vào nốt js.org, cài đặt vào, tải về bản 12.6.2, cài vào máy mình và gõ mở CMD lên, gõ là nốt cách trừ v npm cách trừ v. Tám rồi thì mở lên đó. Cài xong chưa các bạn ơi? Thằng Dũng ơi, mày nói liên thuyền gì ấy? Tắt mic đi thì nói anh nghe. Cài xong chưa? Chưa Mở thằng ra em bây đang giờ. vẫn chưa xong á, lâu thế. Cái này đau lâu lắm thì không hiểu tại sao. Có 10 mê. Thế thầy đau lát rồi rồi xong thế nào nữa thầy? Chạy là tôi kinh đúc vào mà chạy. Vâng. Chịu chịu rồi.
xong rồi nhấn vào chỗ nào để mở cái ô tô màu đen này không? Cái CMD mà không biết dùng à? Phải ạ. Thế sao còn hỏi cái câu ngớ ngẩn đấy? Không biết mở CMD như nào không Dũng? Em hỏi là mở CMD mà em hỏi là... Chịu. Cài xong chưa? Lâu thế. Rồi hả? Xong rồi thầy. Hả? Xong rồi thầy. Tiếp rồi gì? Ok, bây giờ chúng ta cài tiếp rồi cái này. NPM cách y, cách trừ g, cách Firebase, trừ tool. Đây. Gõ cái đấy vào trong một CMD ấy, xong enter xuống này để giúp chúng ta làm việc với Firebase. Được chưa? Cái tool này nó sẽ giúp chúng ta là set up cái project của mình, chạy những cái câu lệnh của cái tool Firebase để đưa lên trên cái lên trên online. Firebase nó là một cái công cụ của Google cung cấp, nó hỗ trợ rất là nhiều thứ, real time database, rồi Firestore, rồi từ hosting, quảng cáo các thứ các kiểu đấy, nó có rất nhiều. Thì chúng ta sử dụng cái này để lưu trữ cái website của chúng ta đang làm, có thể là sau này các bạn thế đẩy code trên đấy thôi. Sau đấy là tôi nộp bài, tôi chỉ cần nộp cái link mà chúng ta đang làm trên cái file Firebase ấy, là tôi sẽ chấm bài của các bạn trên online luôn, các bạn đỡ phải nộp file. Tôi chấm cũng nhanh mà các bạn làm nó cũng đơn giản.
Được chưa các bạn ơi? Cài xong cái Chưa phần nói mềm tiếp. rồi. Không ai nói gì là tôi coi như là xong nhá. Rồi ok, nếu mà đã xong rồi thì chúng ta làm tiếp như sau. Chúng ta mở cái project của mình ra, mở cái project chứa tất cả các lesson này nhá, chứ không phải mở cái project chứa cái lesson 11 đâu. Mở tất cả các cái project của chúng ta ra. Được chưa? Đây mở cái thư mục chứa cái lesson 11 này này, mở ra. Sau đó chúng ta chọn terminal ở trong cái Visual Studio Code hoặc các bạn mở CMD ở trong cái thư mục chứa cái thư mục diễn nâng cao này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ gõ là Firebase login. Đó. Không thì tôi sẽ thử logout rồi này. Rồi, bây giờ tôi sẽ login lại. Đấy, nếu mà tôi login lúc đầu các bạn sẽ như này thôi. Bây giờ khi login vào thì chúng ta nó sẽ bật ra một website và chúng ta chọn cái tài khoản mà chúng ta muốn làm việc với Firebase. Thì ví dụ như tôi chọn luôn là thiện.tha@fpt.edu này, kích vào đây và nó sẽ đã tự động đăng nhập vào và nó sẽ hỏi chúng ta có cho phép sử dụng Firebase CLI hay không. Thì tôi sẽ chọn là cho phép này. Đấy, xong. Firebase CLI login successful. Thì ở trong này nó sẽ báo là login sthiện.tha@fpt.edu.vn. Được chưa? Các bạn làm cái việc này cho tôi đi, khẩn trương. À, Khi nhưng mà sao lại tích mà mỗi nhập cái bài rồi. assignment chúng ta bắt buộc phải đẩy code lên Firebase app nhá. Làm sao? Em không nhìn thấy cái terminal đâu cả. Cái gì? Không cái sao lại tích. Ông xem màn hình đi. Những cái kỹ năng cơ bản với CMD phải bắt buộc phải học. Đến bây giờ vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác như này thì làm ăn gì? Mở cái thư mục ra, thư mục chứa project đâu? Mở ra. Cái Windows Explorer đâu? Có biết Windows Explorer là cái gì không? Kéo kéo cái gì? Cảm thấy bất lực vãi đái luôn. Có biết mở cái My Computer, This Computer không? Cái hình bên cạnh cái trình duyệt Microsoft Edge kia kìa, cái hình ở bên tay trái nó ấy, cái thanh menu ấy, thanh taskbar ấy. Cái hình ở bên cạnh cái nút Windows ở dưới thanh công cụ ấy, bên cạnh bên tay phải đấy. Ông có biết cái nút Windows nó ở đâu không ông Dũng? Bên tay phải nó là cái nào? Có biết tay phải nó là cái bên nào không? Là cái bên cạnh tay phải, gần bên cạnh đây, nhích dích sang phải một tí. Rồi mở cái thư mục chứa source code ra. Tại sao học công nghệ thông tin, học làm web mà lại không cả biết sử dụng máy tính như này? Máy tính không biết dùng thì tôi cũng chịu các ông luôn. Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Sao lắm file thế này? Hả? Ông lùi ra một thư mục đi.
Có biết lùi ra ngoài một thư mục là làm như nào không? Hãy tắt đi luôn mà. Làm gì? Nó tạo thư mục mới nhỉ? Mày tạo thư mục mới làm cái gì, bảo lùi ra ngoài một thư mục cơ mà. Nó đang ở trong thư mục lesson đấy, đấy là lùi. Tạo một thư mục mới ở trong này, làm gì? Thư mục mới. Lại dấu cách làm gì nữa? Ai dạy ông là đặt thư mục phải có dấu cách? Và làm lập trình mà để thư mục đặt tên nó có dấu cách. Copy tất cả những cái file hôm nay làm vứt sang bên kia. Sang cái thư mục lúc nãy ấy. Máy tính không biết dùng. Mở thư mục lesson 11 cái ra. Đổi tên cái file đi, đều đổi tên cái file lesson 11.html thành index đi. Tiếp theo mở nội dung code của những hai cái file còn lại ra. Cái đoạn nào window location href đẩy sang lesson 11 thì đẩy hết sửa lại thành index.html. Ngớ ngẩn ngẩn. Còn thẻ A cái để làm gì kia? Rồi lại mở cái quản lý file đây, quản lý thư mục đây. Lại bắt đầu ngơ ngác này. Làm gì? Đấy. Thế là ông có mở ra không? Tôi mượn ông mở cái này ra. một khác. Lùi ra ngoài một thư mục đi. Kích chuột lên trên cái đường dẫn đi cả. Chỗ nào là đường dẫn? Chỗ nào là cái đường dẫn? Kích vào đấy. Kích ra khoảng trắng này, khoảng trắng ở cuối ấy. Đấy, viết chữ CMD vào đấy. Viết thẳng thôi. Enter xuống. Đấy có thế thôi. Nó có cái gì phức tạp đâu. Tại sao những cái thứ dễ như này không biết làm? Ừ? Gõ đi Firebase cách login. Đó. Có biết viết chữ Firebase không? Đó. Bay bay phản rồi. Cách login. Enter xuống. Cứ để người khác phải lộn tiết lên. Yes. Gõ chữ Y vào. Ông có nhìn thấy hai cái option của nó, một cái là Y, một cái là N không?
bạn khác theo dõi nha, lần sau không đẩy được lên tôi không chấm bài đâu. Kéo dưới cùng, bấm bấm cái gì, tìm tìm cái gì. Cho phép. Được rồi, mở cái CMD kia ra. Thế là xong rồi, lại còn làm gì nữa? Mở CMD ra. Nhìn thấy nó login bằng, tắt cái này đi. Đấy, các bạn khác theo dõi tiếp này. Firebase cách init, gõ đi. Cách init. Không cả biết viết chữ init. Đấy, trong phần chat đấy. Rồi, enter xuống. Chờ tí cái điểm danh nào tôi chỉ tiếp. Kỹ năng cực kỳ cơ bản, cực kỳ căn bản để đứa trẻ con nó cũng làm được. Mà đến bây giờ 20 cái tuổi đầu rồi, học đến năm thứ hai rồi, không làm nổi. Nguyễn Đăng Trung, Nguyễn Văn Ánh, Lê Hữu Tú, Bùi Văn Nam, Tạ Bích Thảo, Văn Thành, Trung Hiếu, Thùy, Viết Tú, Tuấn Anh, Yên, Duy Đăng, Việt Hoàng, Vũ Dũng. Tao đâu rồi? Ngọc Anh. Tao Ngọc Anh vắng này. Anh Tiến. Anh Thái. Bá Tú. Duy Hiếu. Vũ Đức Hải. Phan Ngọc Quang. Văn Khương. Hoài Thu, Trung Nam, Văn Quang, Văn Thi, Đình Vinh, Bá Quốc, Đức Thuận, Quốc Lê Công Tuấn, Bá Hưng, Thanh Lâm, Trọng Toản, Thành Vinh, Vinh Công Tuấn Anh, Quang Đại, Chí Hiệp, Đức Huy, Tiến Tuân, Thế Tùng, Phạm Minh Hiếu. Có ai chưa điểm danh không? Có Phan Tuấn Anh thế. Rồi. Tại sao đứng đầu sổ mà lại không điểm danh? Lúc đầu gọi không điểm danh mà đi đâu? Bây giờ mới kêu. Em ấn nhầm nút ngắt mạng kìa. Mấy em nó chập chờn như mạng nữa. Rồi. Tiếp tục share đi Dũng. Rồi. Bấm cái nút xuống dưới đến cái hosting.
Thế phím xuống dưới, xin phím mũi tên xuống dưới. Dấu cách vào, bấm gõ dấu cách vào. Để cho nó chọn cái đấy. Enter đi. Chọn cái option thứ hai, mũi tên xuống dưới, create a new project. Enter. Đi đây. À rồi, xem nào. Viết tên ông vào. Dũng GS nâng cao chẳng hạn. Dũng VD đi. À Dũng NV đi. Dũng NV trừ PH bao nhiêu đấy? Mày viết dấu cách rồi làm gì? Giỏi ho. Ông tắt ngay cái việt key của ông đi. Cái unique key tắt đi. Lấy cái tiếng Việt đấy. Chuyển sang tiếng Anh đi. Rồi. Đi tiếp đi. PH bao nhiêu? Đấy. GS nâng cao. GS trừ nâng cao. Kích kích làm sao được. Rồi enter xuống. No. Enter cái nữa là được. Enter xuống. Rồi. Chờ tí. Các bạn khác theo dõi nhá. Lỗi rồi. Fail to add Firebase to Google Cloud Platform Project. Ông mở cái Sharon Text xem nào. Mở cái file file debug.log ra xem nào. Trong dưới. Thì đây. Lùi lên trên đi. Rồi dừng. Permission deny. Ông mở trình duyệt ra. Thằng này có vấn đề phải nghe hiểu sao ấy. Có nghe gì không Dũng? Có hả? Tôi vừa nói gì? Mở trình duyệt hả? Thế đây là cái trình duyệt à? Không. Anh duyệt ở đây cơ. Thế tại sao mày không mở, mày mày cứ lanh quanh như vậy? Hả? À? Mở cái trang Firebase ra. Search chữ Firebase. Đọc thế. Em đăng nhập bằng tài khoản nào đấy? Tài khoản của trường. Tài khoản của đấy, trường ạ. Thôi mở ra. Rồi, get start đi. Add project, create project đi. Đấy, viết tên vào. Accept đi. Continue. Continue tiếp. Sẽ lấy account đi. Rồi, lưu xuống. Máy tôi còn sắp pin rồi. Tôi không quan tâm đến việc của ông. Tôi đang mất thời gian của tôi để tôi hướng dẫn ông đấy ông ạ. Ông muốn làm cái gì ông làm. Continue đi.
đi học mà còn không chuẩn bị được cái sạc, mở cái command line ra, mở cái CMD ra. Mở đây. À đây. Gõ lại đi. Firebase.me cách cách init. Còn chờ gì nữa, enter đi. Yes. Đấy, lại chọn cái hosting. Hè luôn, tôi chán lắm rồi đấy ông Dũng ạ. Đó. Ông vừa mới làm cách đây 2 phút. À, nhầm nhầm thứ tự. Thứ tự cái gì, ông chọn cái hosting, ông phải bấm dấu cách. Xong ông enter được. Bye. Cái đầu tiên. Cái thằng. Cắt chung C đi. Lại làm sai rồi. Không thèm đọc cái gì luôn. Enter luôn. Đấy, enter tiếp cái nữa. Rồi, gõ cái thư mục lesson 11 vào. Cái thư mục của ông đặt tên là gì? Lesson 11. Mày mở cái thư mục ra xem tên chính xác của nó là gì? Có dấu cách không? Có. Tên đây có dấu cách và làm gì? Enter xuống. No. No tiếp. Rồi, gõ tiếp. Firebase cách deploy. Ít bòi không? DE DE. P PLO D. PLO đi dài. Học sớm No. không cần chat đấy. Rồi. Đấy, nhìn thấy cái đường dẫn chưa? Thôi ạ. Giữ control kích vào cái HTTP Dũng cái gì gì đấy. Sao? Chuột phải Hả? vào. Tôi phải. Tốt rồi, ông ra trình duyệt, ông gõ lại y những cái gì mà ông thấy ở trên đấy. Gõ y lại cái đường dẫn này cho tôi. Không copy đâu. Vẫn cố rồi mà. Tôi bảo ông gõ lại thì ông gõ lại đi.
Đấy là đẩy code lên Firebase. Các bạn khác trong lớp yêu cầu bắt buộc về nhà phải đẩy được lên. Buổi sau không đẩy được lên, tôi sẽ bắt nộp assignment trên này. Ai không làm được thì không chấm. Có thế thôi. Các bạn tự về xem lại video để làm. Thế nhá, hôm nay buổi hôm nay chỉ vậy thôi. Rồi, rồi.